Ok, hello, xin chào mọi người, mình là Thạch Trung FPT và chúng ta tiếp tục với Aragami. Nói thế cho nhanh, không là nhanh nhiều, chứ mình thấy câu mọi hôm nó hơi dài. Mình nghĩ mình nên nói kiểu ngắn gọn, chi tiết, rõ ràng, không cần phải lằng nhằng. Ở cái FPS sao thế? Có hai thằng kìa. What? Ô, bây giờ gọi thằng bắn cung nữa cơ. Nó bắn cung cái vạch kia chắc là tầm nhìn của nó phải không? Nếu thế thì mình đoán là thằng này nó có thể nhìn được tương đối xa đấy. Tức là chỉ né cái chỗ vạch kia được cái gì? Đơn giản. Ok, mình cần phải đi chỗ kia. C. Có một cuốn bí kíp ở phía bên này. Chuông. Ok, mình dùng chuông để dụ thằng kia ra chỗ này. Rồi sau đó mình sẽ ra mình xử lý nó. Mẹ quan sao mình đứng đây, thằng kia nó cũng có thể nhìn thấy mình à? Ok, hồi nãy nó khá là mạo hiểm, mình không biết mình bay sang bên kia nó nhìn thấy được không. What? mình bay mình đi đi khỏi bản đồ luôn, đi khỏi map luôn. Xem nào. Ồ, mình có thể lên trên này này. Mới đầu mình tưởng không cơ, hóa ra là có. Nào 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 nào. Nhắm cái gì không biết. Mà tại sao mình có nhìn rõ hồi nó phát đấy, mình chọc cổ nó, mình chọc bụng nó thì không phải sao cổ nó chảy máu. Điều thế. Điều lòi ra. Cái cục này gì? Nó tính sau. Mình sẽ xử lý thẳng dưới á. Ồ. Chết đi. Rồi chắc là hết rồi không? Ừ, chỗ này gần đám lửa mình không giấu xác nó được. Ồ, mình phá cái đấy thì nó sẽ làm mất cái bức tường ở đây. Ok, hiểu. Mình hết sao lại xem rồi. Trời, mất luôn này. Thực chất mình cái việc mình phá cái mình phá cái chỗ kia nó chẳng quan trọng lắm, mà mình có thể đi đường này. Giờ có một con bí kíp ở phía bên kia cách tầm khoảng 20 mét, mình đi đường trên này được không? Mình lên trên này không? Lên được nhưng mà không đi tiếp được, chỉ có đi đường này thôi. Ok, phá. Đây con đi kìa, con đi kìa. Chuẩn luôn. Bí kíp. Ở bắt sau ở bên phía bên kia tên nhiều ấy, hồi đây có hồi làm thì có rồi. Hay mình phải đến chờ đến đến gần thì nó mới xuất hiện à? Mình tưởng mình đứng ở bất kỳ chỗ nào nó cũng xuất hiện được kìa. 200 mét kiếp xa thế, có một cuốn ở ngay bên kia kìa. 50 mét kìa. Nơi này rất trông rất là quen thuộc. Quen thuộc à? Lóc này khiếp, nhiều cung thủ đấy, đông như quân nguyên đi. Đây này, kia kìa, thằng phía xa xa mình lóc chưa chứ nhỉ, có vẻ đứng xa quá mình không lóc được. Đây này, không phải kia, cái đèn kia kìa, đó đồng thế, đông này còn kiểu map rộng rộng mênh mông nữa. Như thảo nguyên này, hao tu đi qua giờ. Mình không nghĩ cái là ở cái tầm này mình có thể chơi stem một cách hoàn hảo không phát hiện. Cái tập này mình nhìn qua cái chơi gì thấy nó tương đối khó rồi. Ok, chỗ mình đi đến là ở bên kia. Nó ở khá là gần một cuốn bí kíp. Khi mình giết người ở đây thì có ai phát hiện ra không nhỉ? Cái thằng ở phía bên kia sao mình không nhìn thấy bóng được? Ở kia kìa.
xem là kinh chưa, điều nghệ chưa. Đó, quá bờ rồ luôn. Nó có một thằng con anh dài sao kìa. Mình nghĩ là nếu mình giết thằng kia kìa, thằng ở phía trên kia nó có khả năng sẽ trông thấy mình. Không nên mạo hiểm. Sao thằng này nó cứ quay lại chỗ này kìa, nó mới không đi đâu à? Lạ nhỉ. Xem nào. Ở tập này thì tất nhiên là mình vẫn sẽ cố gắng mình giết tất cả những người xung quanh đây, giết sạch không sót một ai. Tập này khó này, nó cứ quay lại kiểu này thì mình qua chỗ nó tương đối khó, nó quay kiểu rất là nhanh ấy. Kìa kìa. Mình không biết mình giết thằng này thì có đứa nào sẽ phát hiện ra không nhỉ? À mình có chuông không? Xem mà đi ra chỗ này bấm chuông thì có lẽ những đứa kia, những đứa ở thằng trên kia sẽ không nghe thấy đâu. Đúng rồi, dặn trái đi. Đúng rồi. Đúng rồi. Đúng rồi. May mình nhớ ra cái chuông. Còn đứa ở trên kia nó nhìn về phía khác, không cần phải quan tâm nó. Thằng kia kìa. Ok, cái cờ mình cứ tưởng cái gì cơ. Mình không lên trên kia được. Làm như thế nào để lên được trên đó bây giờ nhỉ? Mình đứng gần thì chỗ này nó hút sao lại xe của mình phát. Kìa, thấy đường lên rồi, thấy đường lên rồi. Rất là đông. Phải gọi là quá đông. Ở ngay phía dưới chân mình đang có một thằng. Mình thắc mắc ấy là nếu mình giết thằng này ở đây thì những đứa kia còn nó có nghe thấy không nhỉ? Cái thằng ở kia mình khá là chắc là nó sẽ trông thấy mình. Cho nên mình sẽ xử lý đứa bên này trước. Để đợi thằng này nó đi xa xa thì á, rồi mình giết thằng này sau. Giết thằng cung thủ hay sao? Ok, thằng kia mình là lock rồi. Ok, được rồi. Mình vừa thấy dấu hỏi chấm xuất hiện trên đầu thằng này hay sao nhỉ? Đúng không? Có bắt nó rơi kia rồi. Rồi. Tranh thủ phá của này luôn. Và đưa điện thoại về chế độ im lặng nhỉ? Quên mất hồi nãy. Điện thoại nó vừa rung xong. Cái chuyện thoại dùng nữa mà. Từ từ nào. Chơi game kiểu lén lút là phải kiên nhẫn. Càng kiên nhẫn càng tốt, càng có lợi. Có rèn tính kiên nhẫn luôn đi. Ok, thêm một đứa nữa. Vấn đề khó nan giải bây giờ ấy là cái đứa ở phía kia kìa. Thử xem mình ở đây thằng kia nó phát hiện ra mình không nhá. Có vẻ là không đâu. Mình hy vọng là không. Chỉ hy vọng không thôi chứ không không biết là có hay không. Và mình nghĩ là có vẻ mình đã đánh dấu được hết cả bọn lính xung quanh đây rồi. Thằng kia chắc là nó cũng không nhìn thấy mình đâu nhỉ. Rồi thử ok. Rồi rất là may.
chỗ này thằng kia nó không không nhìn thấy được. Thế ở đây mình phá mấy quả cầu này để nó mở được đường gì? Ok, bên kia có thêm lính kìa. Ok, một đường đi nữa. À, có quân bí kíp ở phía kia mình vẫn chưa lấy mà. Kìa, 25 mét. Ok, mình sẽ lấy sau khi mình giải quyết hết đám ở đây. Phía bên kia nó có một thằng lính, nó đi 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 lại liên tục. Mình không nên liều. Còn thằng lính ở chỗ này thì nó bị cái tường này nó che mất, cho nên nó cái thằng ở phía kia nó không thể nhìn thấy mình được. Cũng may đây có cái tường này che mất rồi. Xuống ở đây một tí ạ, đợi thằng kia ra. Có đèn đây, mình không nên lại gần. Chết. Ok. Đám lính giờ mình cũng đã bị mình xỉa dần xỉa mòn rồi. Số lượng lính về còn rất là ít rồi, tương đối ít. Mà cũng không, không phải là ít, nó vẫn còn khá nhiều. Thế lại nhà nó kiểu cũng giảm một nửa rồi. Chỗ này thôi mình thấy có hai thằng, nhưng một thằng nữa mình không biết nó đi đâu mất rồi. Kìa kìa nó kìa. Mình sẽ đợi nó đi thêm một vòng nữa rồi mình mới ra mình giết thằng này sau. Thằng Hiền mày mày đâu đấy? Ok, nó đứng lại rồi, nó đứng lại rồi, nó chuẩn bị quay lại đấy. Chuẩn luôn. Đó, bây giờ mình sẽ đợi nó khiêm mở tay quá. Đợi đi thêm một vòng nữa mình sẽ giết thằng này. Mình vừa bị ơ hơi, chưa bạn. Một quân bí kíp ở ngay dưới kia, gần thôi. Đợi thằng kia đi đã. Đi đây mày. Mày đứng đây mất thời gian quá mà đáng đáng lẽ em thôi mình nên dùng cái chuông mình dụ cái thằng ở gần này ra luôn. Cái thằng đứng im ấy chứ không phải thằng di chuyển liên tục kia. Mình nên dùng cái chuông để mình dụ nó ra luôn. Ở đây chắc không được mà. Có vẫn được. Đúng rồi, ra kiểm tra đi. Xem nó đi đường phía bên nào nào. Đấy à. Chết. Rồi bây giờ ra mình giết thằng kia thôi. Có mỗi mình thằng kia, một mình thằng kia đơn giản thôi. Không có bất kỳ thằng nào đáng ngại hết khi nó ở một mình. Ngoài cái bot cuối, mình chả biết bot cuối ở trong cái game này nó như thế nào. Mình không nghĩ là tất cả ở tất cả các màn chơi thì nó chỉ đều kiểu nhà đơn giản là mình tìm đường qua màn như thế này. Chắc chắn là mình sẽ phải đánh nhau với một thằng nào đấy. Mày kiếm nó đang đứng ở chỗ sáng kia, mình không blink ra được. Đi đường đấy à? Ok, được rồi. Giết. Rồi. Bây giờ thì mình vào mình xử lý nốt 5 đứa còn lại. Một đứa ở tí xa xa kia. Cái đứa ở tí xa xa kia có thằng này nó trông thấy được, mình không thể giết nó. À đây, có một đứa ngay đây này. Bây giờ mới để ý mày đấy. Cái thằng này mình có lẽ mình nên dùng chuông mình dụ nó ra. Đó. Tiếp phát nữa. Ra kiểm tra đi. Còn đợi chờ gì nữa? Fuck. Ok, nếu mình dùng chuông nhiều quá thì đó sẽ là hậu quả. Ok, mình sao chết đấy, đùa thật luôn, chơi từ đầu chỗ này luôn.
Ok, mình sẽ cắt đoạn đó đi. Yên tâm, các bạn khỏi xem đâu. Cắt đoạn đó đi. Ok, bây giờ thì mọi thứ nó gần giống như là cái hồ trước khi mình chết đấy. Ngoại trừ cái việc cái thằng phía xa xa kiếm vẫn sống. Cái thằng mà mình giết đầu tiên ấy. Cái ở lần trước đầu tiên thằng đấy thằng mình giết đầu tiên nha. Bây giờ mình kiểu bỏ qua nó, mình kiểu mình không có cơ hội giết nó rồi. Cho nên thôi bỏ qua, mình sẽ tính mình xử lý nó sau. Có thằng cầm cung trên nó soi với đây à? Đổi quen đi ạ. Thằng ở trên kia có vẻ kiểu nó soi, nó kiểu nó đi soi lung tung chứ nó không chỉ quay một hướng. Thế cũng được, chả sao. Tiếp bị thằng kia nhìn thấy sợ thế. Có sao mày ở cái thằng bên này nhìn thấy. Rồi ạ, mình cứ tưởng thằng ở trên kia cho nên mình. Cái thằng ở trên kia kìa, nếu như nó dựa theo vị trí đứng của nó ấy, thế còn nếu mình giết nó thì rất có khả năng nó sẽ bị ngã xuống đất và bị bọn kia phát hiện. Khó nhở. Khó phết đấy. À, ok, bây giờ mình mới để ý nhiệm vụ của mình ở phía bên góc trái này kìa. Là vô hiệu hóa tất cả các line barrier. Giờ mới để ý, rồi ạ. Ta sẽ lên trên này. Để xử lý mày. Mình đợi nó kiểu đi nó sâu sâu vào chút đã. Nên nó đứng chỗ này, khi mình giết nó chắc chắn là nó sẽ rơi xuống dưới kia và nó phát hiện. Cáu nhờ. Không khỏi vướng thẳng ở dưới, mình giết thằng này từ lúc nói rồi. Ở chỗ này nó rơi rơi mạnh nữa. Chỗ này có bị thằng kia nhìn thấy luôn cơ. Để mình nên giết được kia trước. Nếu như cái đứa đứng chặn cầu kia nó chết rồi ấy, thì mình không vất vả cái này đâu. Bây giờ không lẽ lại mò đường quay lại giết thằng kia. Không ổn. Ok, thế cũng được. Ở bên mình đoán thì mình giết cái thằng này ở đây này thì những đứa kia không thấy, ở thằng kia sẽ nhìn thấy đấy. Vẫn là vấn đề của mình, vẫn là thẳng trên cây cầu. Mà mình nhớ còn nhiều đứa hơn nữa. Ở đây cái một 1, 2, 3, 4. Sao 4 đứa nhỉ? Mình chưa phải có 5. Xung quanh đây đang phải có 5 đứa. Thôi kệ, chả phàn nàn gì nhiều. Bây giờ mình sẽ đi giết cái thằng kia. Bay qua con sông này vậy. Không bay được. Thôi tôi nghỉ dại rồi. Chỗ kia có ánh đèn mình không tạo bóng tối lên trên đó được. Nghịch dại quá. Chỗ này đã là mình tưởng mình vẫn có thể bay lên được cơ, hóa ra không. Thôi thì kiểu này cũng được. Đó. Rồi mình dụ nó sang bên này nhá. Sang bên này quả giết sẽ dễ hơn đấy. Từ từ nào, từ từ nào. Chuông. Đó. Đi đây. Rồi bấm một phát chuông rồi. Bấm như là chuông quái. Có vẻ bọn này kiểu nó nghe tiếng động ấy, nó hoảng sợ. Thì là nó bắt đầu báo động lên. Mình phát hiện. Ok, chọn đường này để đi ạ. Mình giết đây nó có rơi xuống sông luôn không? Ok, nó rơi xuống sông luôn. Thế là mình đỡ cần phải giấu xác của nó. Rồi bây giờ mình giết thằng kia, bây giờ thôi thằng đứng ở không một thằng cây cầu nữa, giết thằng kia nó vô cùng đơn giản. Quá là đơn giản luôn ấy. Đơn giản, kiểu hiện đây là việc dễ nhất mình từng phải làm mình hết, sao lại xẹt phát cái chỗ ngồi sáng kia.
Và còn hai đứa nữa thôi gì. Ok. Fine. Mình sẽ đợi thằng kia nó đi thêm phòng nữa rồi mình mới rút xuống mình giết thằng này. Đâu mình phải giết thằng kia trước. Nếu à, quan. À đâu bây giờ khoan từ từ. Bây giờ ấy, nếu mình giết cái thằng này này thì có khả năng thằng kia sẽ trông thấy xác thằng này. Bởi vì thằng này nó đang đứng gần cái chỗ một nguồn tạo ánh sáng này, mình không thể giấu xác thằng này được. Mình không thể gì tạo xác thằng nó, mình cũng không thể tạo được bóng bóng tối lên chỗ nó luôn. Phiền nhỉ. Thế mình sẽ phải đợi thằng kia đi thêm một vòng nữa. Rồi mình mới có thể giết nó được. Tập này có vẻ khá là lâu ấy. Tương đối lâu. Thằng kia máy đi gì, đi nhanh đi xem nào. Đi vòng rộng thế chứ đấy. Để bị nấc. Sao không ăn gì nấc kinh như nhỉ. À, nào. Như nào, quay đi, biến đi. Rồi. Sau khi mình giết cái thằng này này thì cái thằng kia khi đấy nó đứng khá là xa rồi ấy. Và rất nó đi vòng tương đối rộng, tức là rất là lâu nữa nó mới bắt đầu quay trở về đây. Khi đấy mình cũng có đã có đủ thời gian để mình giết nốt nó rồi. Như vậy xong. Đó nó đi một vòng. Tôi tính toán sai lầm rồi. Nhưng không sao. Tùy cơ ứng biến. Đó mới là điểm mạnh của người một người chơi giỏi thực sự. Chơi đi. Rồi bây giờ chắc là hết rồi. Chắc chắn là đã hết rồi. Rồi lấy quân bí kíp ở phía bên kia thôi. Rồi lấy quân bí kíp và phá cái chỗ này nữa. Pep. Rồi bí kíp đầu đây đặt ngay trên bàn. Rồi bây giờ thì đi về phía bên kia không? Bây giờ ở đây hết người rồi, cứ chạy kiểu Zolo đi. Thoải mái đi. Chả ai làm được gì. Chả ai làm được gì mình đâu mà. Kìa, bay sang bên kia, sang cái gì nhỉ? Lên. Đây, điền này, điền này. Đó. Có một con bí kíp ở ngay đây này. Đây Lulu ở chỗ kia luôn. Cái gì đấy. Có con búp bê này. Hiện đây là con búp bê của con Yamiko hay sao ấy. Đúng không. À sao ai tạo búp bê gì trông quỷ kinh dị thế. Yamiko phiên bản Loli Cute. Đó là con búp bê của tôi. The only memento I have of my mother. Kỷ vật duy nhất tôi có từ mẹ của tôi. Cô ấy đã làm nó cho tôi. If an effigy of heroine for the grand Chả biết. Cô từng sống ở đây à? Unfortunately, after the attack, I was too afraid to go back in town. Thực ra thì sau cuộc tấn công, tôi đã quá sợ hãi để có thể trở về ngọn tháp. They might have been waiting for me. Bọn chúng có lẽ đang đợi tôi. Tôi không có nơi nào để đi. I would never trust anyone. Tôi đã nghĩ là tôi sẽ không bao giờ tin tưởng ai được ai nữa. Henry cầm theo con búp bê đó sẽ quan trọng. Chả biết được cái dòng mình chả hiểu. Tôi sẽ là Yamiko. Yes. Những cái talisman đó, why they being one? Tại sao bọn chúng lại canh giữ nó cẩn thận như vậy? Cô nói là Kaiho sử dụng chúng để sử dụng những cái talisman đó để cầm tù cô. I have seen 10 grand so far and we have just 2 diamond. What's your room mate? Cái này cũng không quan trọng. Cụ thể vẫn kiểu vẫn là cái vụ tại sao bọn tại sao cái tên mình lại quan trọng đến thế mà. Anh thấy đấy.
I was very close. Anh thấy đấy, tôi là một người kiểu nhà một người rất là gần, một người rất là gần với chức vụ emperor, tức là đức vua, tức là hoàng hoàng đế của đất nước này, hoàng đế của. I was with her. Tôi đã từng đi cùng. Tôi là một người rất là kiểu nhà gần gũi với đức vua. Tôi đã từng đi cùng cô. Tôi đã đi cùng cô ấy khi Kaiho bị tấn công. Cô ấy rất mạnh. Many có thể có thể because her immense power. Kiểu là cây gần gần như là thần thánh ạ. Ở God đây. Yes, đúng vậy. Hãy nhớ nhớ lại khi tôi nói rằng Zeus Otter kiếp nhiều chữ quá, cái bọn này. Cái hồ ăn hơ quen attack. Thôi mình đọc nhiều chữ quá, mình lười dịch rồi. Ai đọc được thì cứ đọc nhé. Chứ mình lười dịch á. Mặc dù nó có thể liên quan đến cốt truyện nhà, thôi kệ đi. Ok, cuối cùng xong rồi gì. Rồi bây giờ mình đã có đấy con đôn kia, mình không không biết cái con búp bê đấy nó dùng để làm gì nhỉ? Rồi bây giờ lấy con bí kíp ở phía bên kia kìa. Kìa, không phải, kia kìa. Bấm nhầm nút. Rồi đi về phía chỗ kia gì? À, quan kia lối ra á. Lối ra sau, lối ra nhanh ấy nhỉ? Còn một đống cái chỗ bí kíp này mình vẫn chưa lấy. Mình không biết là bây giờ mình đi vào đây kiểu nó end game luôn à? Cái lúc màn này luôn à? À vẫn chưa đâu. Giờ lại nhìn nhìn cái màn này thì đoán là chưa rồi. Đây này. Đây này. Đây này. Đó khá là easy. Ủa sậy vẫn quay về phía kia nhầm à? Nhầm nhọt à? Chỗ này có vẻ không ai đâu không? Mở cái này ra, mình cũng chưa biết nó để làm gì nhưng thôi kệ, cứ mở ra. Kia Rick the Next Island đến khu vực tiếp theo. Ok, 88 mét. Ở chỗ kia có một cái đền và hai cuốn bí kíp. Khá là đông. Hiện tại mình thấy có 5 đứa. Một đứa ở, bốn đứa ở đây và một đứa ở trên kia. Hiện tại mình thì có 5, mình không biết là có nhiều hơn hay không. Nhà hiện tại mình biết có là có 5 đứa. Đã xác định được vị trí của 5 đứa. Mình sẽ đi xử thằng cầm cung trước. Nếu mình giết nó ở đây này thì bọn kia đừng ngã xuống nhá, làm ơn. No, à, không sao, mình vẫn kịp dấu xác của nó. Rồi cái thằng ở phía chỗ kia có vẻ hiện tại vẫn chưa thể giết được nó, bởi vì rất là có khả năng khi mình giết nó thì hai đứa kia nó sẽ trông thấy, cho nên tạm thời tha cho nó đi. Bây giờ ở tầm nào mình cũng giết thế này thôi, hay là đến tập sau mình cố gắng mình trốn thì mình chạy qua mình không hề bị phát hiện nhỉ. Về chiến kia nữa, 6 thằng. Sáu đứa trong tầm ngắm. Mình sẽ giết cái thằng này khi nó đi về đây. Tức là khi nó chuẩn bị đi đây, mình sẽ nhanh chóng tạo bóng tối, mình bay ra phía bên kia. Ok. Ép. Mà quan mình quên chưa xác định được vị trí của những cuốn bí kíp ở kia, 47 mét, 107 mét. Ok. Xem nào. Mình sẽ đi giết thằng này tiếp theo. Kìa, một đứa nữa trên kia. 7 đứa. Nếu mình giết cái thằng này có vẻ những đứa kia nó không có khả năng nào để phát hiện ra mình đâu không? Giết thằng này có vẻ đứa trên kia nó không hề có khả năng phát hiện ra mình khi mình giết thằng này ở đây. Vậy nên
Mẹ. Vì một lý do nào đấy cái thằng này nó suýt đã phát hiện ra mình. Nhưng may mình phản ứng kịp. Sợ thế. Ừ, nhiều đông nữa kìa, còn nữa kìa. 8 đứa, kìa. 8 đứa ở kìa, lóc. Lóc. Lóc thuê cái xác nó. Đang là mình cũng biết vị trí của nó rồi. Kìa, 8 đứa, chính thức 8 đứa nhá. 9. Có vẻ nếu mình giết thằng này ở đây thì không có bất kỳ thằng nào. Ok, có thằng kia. Còn kia có khả năng sẽ trông thấy. Cho mình tạm thời tha cho cái thằng này đi. Mình sẽ đợi thằng kia nó quay đi đã rồi mình ok quay đi rồi. Một thằng ở phía bên bên kia nó có nói không không nhìn ra phía này. Chết đi. Đừng rơi. Lại rơi, đậu mằm mày. Giấu xác. Lên đây này. Blink ở đó. Blink ở đây. Blink ở đây nữa. Ở cái thằng kia hình như mình đi hơi quá rồi. Thằng kia nó ở dưới chân mình cơ. Kìa, 10. Kìa, 10. Ok, lock đấy, 10. Cái thằng ở phía bên này có vẻ nếu mình giết nó, thằng kia sẽ trông thấy. Ở kìa, 11. Vì một lý do đấy mình lock vào thằng này, thằng kia bị phát hiện. Thằng đang kiểu chắn chắn thì mình không hề biết nó ở đây luôn. Ok, lỗi game, lỗi game. Để xem nào. Rung chuông vàng. Rồi Blink ở đây. Rồi ngắm ngắm cái gì đấy. What the heck. Không phải gió đâu. Mày nên đi đấy mà kiểm tra đi. Không phải gió đâu. Thế luôn đó, chắc chắn không phải gió đâu. Cái đậu mam mày. Thằng lười. Chạy một chút mỏi chân thế cơ à. Tay mày cùng cầm cung nhiều rồi, bây giờ mày sử dụng chân đi. Giờ như hủi. Bí kíp Ahmed ở phía bên kia và một có một cái bí kíp ở trong kia nữa. Ok, mình đi đường này mình giết hết đám lính ở đây, mình chỉ để vào trong đấy mình lấy bí kíp luôn. Từ từ nào. Bình tĩnh thôi, tự tin trung bình tĩnh tự tin trung thực. Nhớ những lời Bác Hồ dạy. Đúng rồi đấy, mày đến đúng vị trí rồi đấy. Cảm ơn rất là nhiều vì sự hợp tác của mày. Mình như thằng này mất thời gian quá. Mình có thể bật lên trên trên kia. Luôn luôn đi trên cao, nguyên tắc khi chơi game stealth. Ok, thằng kia đi rồi, nếu mình giết thằng này thì mình sẽ không thể giấu xác của nó được bởi vì nó đang đứng ở chỗ sáng. Mình sẽ giết nó sau. Còn bí kíp nó ở kia, mình tưởng nó ở trong trong ngôi nhà này cơ. Thế chứ cái nhà này nó có tác dụng gì? Ok, xung quanh ở chỗ này có vẻ có mỗi một mình thằng kia, không có bất kỳ một đứa nào khác hết. Mình phải đi trên này này. Hey. Có mỗi một mình thằng này không, à kìa, 11 đứa. Và ở phía trên kia cũng có một quả cầu sáng sáng, sáng trưng cho loá trên kia nữa. Ok, mình chắc chắn sẽ xử lý thằng này nó đứng một mình ở đây thì mình sẽ là đơn giản thôi. Có một thằng ngay trên chân mình này. Chắc biết tách vì vì một lý do nào đấy mà kiểu nhà mình định nhảy nhảy mình nhảy lên trên cao rồi mình giết nó, nhưng mà không, mình rơi thẳng xuống dưới hơi buồn. Nhưng xuống dưới tí nữa bị phát hiện, nếu phát mình đi lên tận đây mà mình bị phát hiện là rất là buồn đấy, hơi buồn đấy. Tôi nó đi đây à, tốt. Nào nào nào, quay nào, quay đi, không có gì nhìn đây đâu. Đúng rồi. Khoa. Thằng kia có vẻ nó đứng rất là xa để có thể nhìn được thấy mình ở trong này. Phát. Có hai thằng lính ở đây làm thế nào để mình giết nó bây giờ?
Rất là may hành lực này nó quay đi. Con tăng ở chỗ kia kìa. Ok, mình biết cách để giết thằng này rồi, không phải lo. Thằng này nó đơn giản thôi mà. Ok, vậy trong những ngôi nhà kia cũng có khả năng là sẽ có lính ở trong đó nữa. Vậy tức là mình sẽ phải dò từng cái từng ngôi nhà một nếu mình muốn giết hết cả mọi người đây à? Khiếp khổ thế. Trên kia ơi kìa. Mình cảm giác cái game này không kiểu nhà rồi. Cái game này là theo như cốt truyện ấy thì mình là người tốt rồi mình đang đi kẻ xử đi bọn này người sống không? Nhà ở đây mình thấy nó giống như một game kiểu thảm thảm sát một chiều vậy. Đây mình chỉ thấy chỉ mình đi giết bọn này thôi. Bọn kia kiểu chặt chặt tôi như thế. Chỉ đứng canh gác xung quanh chỗ này và bị mình giết. Hơi tội. Đúng kiểu game thảm sát một chiều. Bèo. Cọp. Đấy các bạn nhìn thấy rõ ràng chọc mình đâm vào bụng nó nhưng mà cổ nó chảy máu. Hơi đi không? Trong kia có một thằng đứng canh. Mình sẽ dụ nó đi ra bên này. Rung chuông đồng. Chỗ trong này có vẻ nó không nhìn thấy được không? Hứ. Ok, chơi đi. À nhầm, dọc xác đi. Trên kia kìa. Đồng thế, hai thằng đứng ở kia. Hai thằng đứng đây là gì mà đồng thế? Không biết mình giết cái một thằng nữa trong kia kìa. Kia kìa. Kiếp đồng hơn là con Nguyên rồi. Mình có cảm giác nếu mình giết thằng này thì hai đứa kia nó sẽ phát hiện nó trông thấy mình. Có cảm giác là thế. Ở bên kia kìa, mình à, không phải bên kia, chỗ này có cái gì? Chỗ này điểm gì nhỉ? Bạn ơi. Thằng lười. Thằng bạn nồi. Lười phải lười vừa vừa chứ. Hay mình học cái thằng Kunai này mình giết nó nhỉ. Ok học rồi đấy. Tôi được bấm phím E để giết bọn nó. Bye. Xem nào. Tập này lâu quá. Có không phải cảm giác nếu mình giết thằng này chắc chắn hai thằng kia nó sẽ phải nãy trông thấy mình. Bởi vì nó rất là gần mà, đúng không? Tương đối gần nhau. Quan trọng không đâu, nếu, bởi vì nếu mình có phát hiện mình thì nếu mình đang đứng ở đây nó đã trông thấy rồi. Ok, nó không thấy đâu. Đồng quá. Đừng bảo lát nữa mình phải đi vào trong đấy nữa nhá. Bây giờ nhiệm vụ của mình là phải vô hiệu hóa cái Light Bearer trên kia. Không phải trên kia mà ở trong này. Mình có thể đi trên này không? Không thể, trên đó có hai đèn kia mình không ấy được, mình không tạo bóng lên đấy được. Mình sử dụng cái lục lạc vàng của mình để dụ thằng này ra. Mà khi mình dụ thằng này ra có khả năng hai thằng trong khi nó sẽ ra theo luôn. Vậy nên tốt nhất nên đứng gần thằng này một chút. Xem nào. Hurry up. Tầm này mình không biết được bao nhiêu phút rồi nhỉ. Mình đoán phải tầm cả tiếng rồi. Khá lâu rồi. Tương đối lâu. À quan, tại sao mình không giết thằng kia trước nhỉ? Chết
chỉ việc ở đây rung chuông dụ nó ra, rồi núp ở chỗ nào đấy, ví dụ nhà chỗ bên này chẳng hạn, là nó sẽ ra kiểm tra. Rồi khi mình giết thằng này xong, thằng kia lại rất là đơn giản. Họ ok, dấu xác cộng 25 điểm. Tiếng gì nhỉ? Tiếng mình nghe tiếng có vẻ xuất phát ở từ trong cái căn phòng này. Pep. Rồi, xác này mình không giấu được bởi vì đứng ở nguồn sáng. Mình sẽ dùng chuông và dụ bọn này ra, mình chỉ nên dụ một trong hai đứa ra thôi. Cả hai đứa ra cùng lúc thì mình không làm gì được. Có bí kíp ngay đây này. Lấy bí kíp. Móc 4 điểm, mình cần 1 điểm nữa để học được cái kỹ năng ném phi tiêu mấy kia. Mình đứng xa ở chỗ này mà không biết là... Ok, bọn kia chẳng nghe được gì hết. Đó, một thằng ra. Chỉ có một thằng ra thôi. Ok, chỉ có một đứa ra là mình có thể xử lý từng thằng một. Rất là gọn là. Mở tay quá, kiểu nay giờ kiểu một con tay của mình còn út. Bên này trai mình chỉ đè phím control thôi. Đè phím control để đi kiểu nó ngồi ngồi ngay này. Chỉ đè phím control thôi. Hơi mở tay. Tại sao bọn này đáng lẽ nên cử người ít thôi. Chỉ vợ đồng quá. Game gì tăng từ game thể loại hành động đánh loot trở thành game thảm sát một chiều này. Chắc là có gì không? Không thằng nào hết, ok. Họ. Game này giống như một game một con quỷ độc ác. Độc ác xấu xa được triệu hồi từ thế giới bên kia bởi một cô gái bạch tạng, tóc trắng nào đấy, và đi thảm sát cả một dân tộc. Ok, xong chưa? Bây giờ chỉ còn hai thằng ở phía trong kia và một đám ở phía bên kia nữa. Bây giờ mình sẽ quay trở về phía bên kia, mình xử lý đám kia. Khá là đông ấy. Line barrier. Chui bụi cỏ. Ai nhầm, cái này có phải bụi gì? Bụi cây à? Được, chui bụi cây. Mình đợi thằng kia đi đã. Cái thằng này đang đứng ở đây, mình không giết nó được. Mình không giết thằng này được. Quay đi. Ok, cảm ơn. Cảm ơn vì sự hợp tác của mày. Ok, mình có thể lượt dấu sát thằng này, mày. Cái thằng kia nhìn kìa, mày thế, nó không nhìn thấy. Bọn mắt là cận, mắt mù. Bọn này chả khá hơn cái đá mà biết đứt hồn hồ mà mấy. Hay là có khi còn tệ hơn đấy. Cái đá mà biết đứt hồn hồ 2 kìa, kiểu nếu nó thấy có một người ở đấy kiểu biến mất khỏi vị trí ban đầu ấy, thì nó ít ra kiểu nó còn biết kiểu nghi ngờ, nó đi kiểm tra các kiểu. Đây cái đám này kiểu không thấy có một người trong việc cái thôi kệ, chắc là nó lười đi vệ sinh nhưng mà chắc thôi chạy chạy ra cứ mệnh anh ấy lo kiểu cứ bơ nhau mà sống, không liên quan gì đến mình. Rồi xong chỗ này đấy. Hết bí kíp chưa? Hết bí kíp rồi, vậy là ở tập này mình không học. À đâu, có một cái bí kíp ở trong kia. Nhưng có vẻ nó ở cùng khu với cái chỗ line barrier kia. Xem nào, mình không thể blink sang bên kia được. Sao phải đi đường khác à?
đường này chẳng hạn. Rồi dụ nó ở đây, rung chuông vàng. Ở đâu sẽ hai hai thằng ra cùng lúc, ba thằng bốn thằng bốn đứa ra cùng lúc phát cái tạp bọn này. Tai mắt mũi thì ké mà tai thính thế, anh em đúng rồi, tai thính thế. Bây giờ bọn nó kiểu đang nghe chuông một lần rồi, mình không biết mình rung chuông phát nữa bọn nó có bị có phát hiện không nhỉ? Sợ lắm. Mình chơi đến tận đây rồi, bây giờ mình phải bị chết chạy từ đầu cái mình rất là buồn. Thế luôn cái game này. Tài hơi thính rồi đấy. Đó, một thằng ra thôi. Căn khoảng cách kiểu đáng sợ không? Mắc chuẩn, không thể nào chuẩn hơn được. Đi lẻ xác định rồi. Chuông lại thằng trong kia nghe thấy nữa, fuck. Ok, nhà thằng trong kia có vẻ nó khá là xa cho nên mình vẫn có khả năng mình sẽ kịp giết thằng này trước khi thằng kia nó ra. Kịp giết thằng này và dầu dầu xác luôn. Nhanh nào. Nhanh, thằng kia sắp đấy rồi. Ok, kịp giấu rồi. Kịp rồi, may. Vừa kịp luôn đấy. Hồi đấy lúc mình ra mình giết cái thằng mà ở thằng ngay 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 trước này này, mình còn tí nữa bị phát hiện nữa. Ủa hết chưa, hết lính chưa? Lại hai thằng ra cùng lúc rồi, mình nên căn lại thời gian, chỉ dụ từng đứa ra một thôi. Ai không phải căn lại thời gian là căn lại khoảng cách để rung chuông. Uống được kìa, nó nhiều khăn nước quá. Xem nào, khoảng bên khi bọn nó trở về chỗ cũ ấy, mình sẽ thử đứng ở một chỗ xa hơn một tẹo, mình rung chuông. Mình chỉ nên dụ một đứa ra rồi, đứa còn lại thì không nên. Từng đứa ra một. Ok, bỏ đi chưa? Sẽ mất hình rồi. Cái cơ chế này mình lạ nhỉ? Cái lúc hiện lúc không. Không ra, không thể nào ra. Ok, đó, một đứa ra rồi. Một đứa ra thôi. Mệt bọn này quá. Xem nào. Yên tâm là không hề phí thời gian của mày đâu. Rất là đáng thời gian luôn. Rồi mày tha hồ có thời gian để ngủ, ngủ ngán thu luôn. Hết chưa? Thằng còn lại kia, thằng cuối cùng đấy. Thằng cuối cùng ở trong màn này đấy. Xem nào. Quay đi. Ok. Rút kiếm đi rồi. Chết. Khiếp, mình đã lại mình đi giết nó ở chỗ khác, nó đứng ở chỗ xá này mình không giấu xác nó đi được. Nhưng không sao, có vẻ là đã hết rồi. Có một ngôi đền ở phía trong này. Đi từ từ nào. Phát có một đường đi khác này. Cái này không ai biết. Động. Cái đường đi này chắc là dành cho những người nào kiểu chơi kiểu không giết bất kỳ một ai ấy. Chơi kiểu stealth hoàn toàn luôn ấy.
Đây ngọn đền đây. À nhầm, cái ngọn này ngọn miếu. Hẻ bàn thờ. Rồi vô hiệu hóa cái chỗ này. À nhầm, phá vỡ cái light barrier này. Rồi bây giờ ok. Cái chỗ kia nó mất rồi. Đâu, bị kíp đâu, bị kíp đâu. Bị kíp đâu. Ở tầng tầng dưới à. Đâu chỗ nào? Đua nhau à? Phía bên ngoài. Đây, sau ấy mình đi qua mình không thấy nhỉ? Rồi 5 điểm kỹ năng mình có đủ đấy. Nhà mình sẽ để mình nâng sau. Cái vòng sáng sáng hồi nãy mình đoán đấy chắc là cái vòng đấy để nếu mình chạm vào cái vòng đấy mình sẽ chết chăng? Ai biết được. Kéo này xuống. Rồi ok, chỗ này mình đoán là end game rồi. Xong rồi đấy. Là sao bây giờ mình ở dưới này rồi, cái này cái kia nó vẫn cứ quay bình thường nhỉ? Mình có thể đi xuyên qua chỗ này. Zolo. Zolo. Thấy chưa? Đừng bảo vẫn còn khu nữa nhá. Mệt lắm rồi. Thế luôn. Không phải muốn chơi đâu. Ok hết rồi, may quá. Ok, tập này có đến 42 thằng mình cần cái này giết. Dài 54 phút 27 giây, khiếp mệt quá. Ok, đây là tập 4 hay tập 5 gì đấy của Aragami. Ở tập này mình có chết một lần nhưng mà vẫn được rank S. Cái game này muốn mình bị chết thì xong mình chạy từ đầu, lúc ấy kiểu nó cũng reset điểm ở cái màn đấy luôn. Mình không thích cái điểm này cho lắm bởi vì nó kiểu nó làm mất độ khó của game. Mình không thích điểm này cho lắm. Dạ thôi kệ đi. Đây là tập 4 của Aragami. Mình hy vọng các bạn sẽ thích tập này. Nếu các bạn thích, các bạn hãy bấm like, share và subscribe để ủng hộ mình. Vô cùng cảm kích về việc đó. Xem là cái cảnh có gì không? Tại sao có cắt xin gì không? Chơi kiểu này có vẻ kiểu nó hơi buồn ngủ mà. Vì cái game bình thường ấy, chơi game hành động kiểu nó phải combat đánh nhau loạn lên cơ thì nó mới đỡ buồn ngủ. Chứ mình chơi kiểu stealth này kiểu nó thấy luôn rất là buồn ngủ. Nên mình xem mình còn cảm thấy tự mình buồn ngủ cơ. Ok, không khâu lại cắt xin gì hết.